Hôm trước thì mình mới vừa nhắn trên cái group là Blockchain Dev Việt Nam á, là thấy là mấy cái vụ hackbreak nó xảy ra nhiều quá, nhưng mà tại sao cái chuẩn IBC của thằng Cosmos á, thì tới giờ vẫn chưa thấy một cái vụ hackbreak nào nghiêm trọng xảy ra trên cái chuẩn đó? Hay là mình làm một cái bài, một cái series về Cosmos và cái chuẩn interblockchain của nó, thì y như là có hôn hay sao anh em? Mới vừa nói cái đó được mấy mấy câu thì khoảng tầm vài tuần sau thì bây giờ cái vụ BNB Chain nó lại hack, mà hack ngay cái IBC protocol của Cosmos. Do đó hôm nay mình sẽ làm một cái video mình cùng phân tích thử xem là cái chuyện gì nó đã xảy ra và làm sao mà những người hacker người ta có thể exploit được cái lỗi đó ở trên cái chain của Binance Smart Chain. Hello anh em, mình là Quân IT và trên kênh của mình chuyên thảo luận về các vấn đề liên quan tới blockchain. Rồi thì mình nghĩ mà để hiểu cái này á thì chắc là anh em phải quay lại cái lịch sử của cái thằng Binance Smart Chain một tí xíu. Thì hồi xưa á, cái lúc mà nó mới vừa build cái thằng Binance Chain á, nó có tên là Binance Chain chứ không phải là Binance Smart Chain. Thì á, cái Binance Chain á, nó được build trên cái nền tảng Cosmos. Đó, và sau này á, nó mới build là cái Binance Smart Chain. Thì khi mà nó build hai cái chain chạy song song vậy á, nó mới phải join cái Binance Chain đó vào trong cái Binance Smart Chain theo cái kỹ thuật là beacon chain á, giống như có một cái chain trung tâm, sau sẽ có nhiều cái sát chain để nó join vào cái chain đó vào, để cho nó đảm bảo là các cái dữ liệu của người dùng ở trên cái chain cũ á, nó vẫn hiện hữu ở trên cái chain mới. Thì khi mà nó join như vậy á, nó sử dụng một cái kỹ thuật, một cái technique nó gọi là light client technique. Thì cái thuật này á, nó dùng một cái smart contract, nó deploy một cái smart contract ở trên cái thằng Binance Smart Chain để nó track các cái tín hiệu gửi qua từ Binance Chain, giống như là Binance Chain nó gửi một cái tín hiệu gì đó thì phải có một cái cơ chế nào đó để cái thằng smart contract ở trên Binance Smart Chain biết là cái tín hiệu này hoặc là cái transaction này là hợp lệ, và thì nó mới thực thi. Chính vì cái cấu trúc đó mà nó mới xảy ra vấn đề. Thì nó verify như thế nào ha? Nó sẽ sử dụng một cái nó gọi là IAVI proof. Cái này nó cũng tương tự như là cái Merkle proof ấy. Thì đây mình để cái implementation của nó ở trên màn hình đây, anh em hãy sẽ tham khảo ha. Thì đây là cái implementation của nó đấy, thì anh em đọc vào đi. Thì cái ý tưởng đằng sau cái proof này á, là khi mà nó tính cái root để nó verify á, thì nó sẽ nhận vào hai cái tham số là cái leaf và cái path. Thì hai cái này đều là cái list. Thì khi mà nó nhận vào như vậy để tính được cái digest thì nó sẽ recursive hash, có nghĩa là nó hash liên tục để nó ra được cái digest. Thì khi mà nhìn vào đây á thì mình thấy không có một anh em nào đã phát hiện được cái vấn đề chưa. Thì cái vấn đề á là khi mà nó if, nếu mà cái left node á, mà nó new thì nó mới bắt đầu hash cái right, còn không thì nó sẽ hash cái left. Thì theo cái implementation này á thì coi như là nếu mà cả hai bên, cả hai rep left và right á, đều có, thì coi như nó sẽ phớt lờ cái right luôn, nó chỉ hash cái left thôi. Thì đó mới chính là cái vấn đề mà hacker nó dựa vô đó để nó exploit. Đấy, thì nó exploit bằng cách là nó sẽ tạo ra các cái verification path mà chỉ đi theo cái hướng left thôi, ignore hoàn toàn cái right node. Thì khi đó nó có thể chèn các cái right node mà đã bị modify rồi, có nghĩa là ở cái tầng ở dưới á, là nó chưa bị modify, nhưng khi mà nó chèn lên cái tầng ở trên thì nó đã modify rồi, tại vì bản chất là nó sẽ ignore cái right node mà. Thì nếu mà anh em nào mà muốn muốn đào sâu tìm hiểu chi tiết về cái kỹ thuật mà nó đã exploit như thế nào á, thì có thể tham khảo cái bài viết của VDChain Lab mà mình để cái link ở đây, thì người ta phân tích và người ta viết rất là chi tiết. Để mình show cho anh em xem luôn là cái chỗ mà ở trên cái GitHub của Cosmos á, nó sẽ implement các cái đoạn code này như thế nào nha. Đây thì ở đây mình sẽ thấy các cái function của nó nè. Đây là cái group path nè, group path ở cái line 70, và cái line 70 thì nó compute root hash đó, nó implement kiểu này ha. Còn ở cái line 79 đó, len if path bằng new, đây là cách là nó các cái implementation của nó. Thì hacker chắc là nó đã bỏ rất nhiều thời gian để lên trên cái GitHub của Cosmos, bắt đầu đào sâu phân tích từng cái dòng code một để tìm ra cái lỗ hổng để mà exploit, và cuối cùng thì cũng đã exploit thành công. Thì đấy, thì bằng cách là exploit cái lỗi đó, nó hacker đã có thể gửi hai cái transaction mà yêu cầu Binance Smart Chain min ra, mỗi mỗi cái transaction là min ra 1 triệu
BNB thì tổng cái số BNB là 2 triệu, thì đã mint được 2 triệu, mà tính là giá trị 2 triệu BNB mà mỗi BNB cái thời điểm đó là 290 mấy đô, thì người ta tính ra là khoảng gần 600 triệu đô. Và sau khi mà đã in ra 600 triệu đô thì hacker nó đã tìm cách để nó chuyển cái tiền đó ra khỏi ra ngoài Binance Smart Chain, mà thay vì bán cái BNB đó, thì để đâm cái giá nó sẽ đâm xuống, thì user người ta sẽ nghi ngờ. Thì hacker nó đã đưa lên một cái sàn, hình như là sàn Venus, đưa lên 100 triệu để làm collateral để nó mượn tiền, nó làm cái gì đó. Tầm 30 phút sau thì Binance Chain nó đã pause, có nghĩa là ngưng toàn bộ giao dịch của Binance Smart Chain trong vòng 8 tiếng để cái team dev người ta có thời gian người ta fix cái lỗi đó. Và đây chính là cái địa chỉ ví mà đã thực hiện cái giao dịch hack, thì mình để đây. Rồi, thì cái cách mà khắc phục thì sao? Thì cái cách khắc phục thì rất là đơn giản thôi, là mình sẽ dùng cả cái Rhinox và cái Leftnode mình cùng cùng để cùng nhau produce ra một cái hash để verify cho cái root. Rồi, thì cái sự kiện này nó có ý nghĩa như thế nào đối với cái chuyện mà công nghệ blockchain, thì nó theo mình nó đưa ra một cái hồi chuông cảnh tỉnh, có nghĩa là blockchain cũng chỉ là một cái công nghệ rất là sơ khai thôi, không có ai làm trùm đâu, và mình vẫn đang trải qua các cái giai đoạn try and fail á, có nghĩa là mình implement thử xem nó đã tối ưu chưa, xong rồi fail, xong rồi lại try, xong rồi lại fail, xong rồi lại try, thì do đó nó lại quay lại là hồi xưa cái quan điểm của mình là hay nói là cái blockchain core, các cái protocol nó đã chuẩn rồi, thì bây giờ là mình sẽ build up. Nhưng mà thực tế theo như mình thấy thì những cái ở cái tầng mà protocol nó vẫn chưa chuẩn. Do đó mình nghĩ là nếu mà anh em nào mà vẫn tập trung học các cái ngôn ngữ cấp thấp như là Golang hay là như là Rust hay như là Haskell, để mình có thể mình tối ưu được ở cái tầm protocol mà mình build được các cái blockchain core, thì đó là một cái cơ hội rất là tốt cho anh em nếu mà anh em đang đang làm dev. Tại vì thật ra mấy cái mảng ở cái tầng protocol nó cũng còn lung tung lắm, chưa có thằng nào làm trùm đâu. Ok, thank you anh em đã theo dõi video nhé. Nếu mà anh em có những cái ý kiến nào về cái sự kiện này, hay là có những cái ý kiến trái chiều về cái phân tích của mình chưa chính xác, thì anh em hãy comment bên dưới để anh em mình cùng thảo luận nhé.